xin chào các bạn, quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với series Minecraft Minigame. Và đây là Noob. Xin chào. Hey. Xin chào. Trời ơi, chào dài thế nhở. Hello. Ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với series Minigame PVP. Đó, các bạn thấy không? Kìa, Pixel thấy không? Trời ơi, ngày hôm nay chúng ta sẽ... Đây, dưới chân, Uầy, dưới chân chúng ta rất là nhiều, nói chung là khoáng sản này. Uầy, rất là nhiều hòn đảo luôn. Kim cương kìa. Đó, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái cuộc chiến sinh tồn ở trên các cái hòn đảo này, có tên là Sky War. Đó, cuộc chiến trên đảo trời các bạn. Và thôi, không dài dòng nữa, chúng ta phải chế đồ, lấy đồ và chiến nhau thôi. Zone game nhỉ? Rồi, bắt đầu nhỉ? Chiến luôn nhỉ? Rồi, vào. Đâu, Pixel chưa sẵn sàng kìa. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu sau vài giây nữa. Đấy, các bạn thấy không? Ui, vừa vào thấy vàng chóe này rồi này, sắt xiếc các thứ ở đây rồi. Chúng ta ở bên kia có, xem nào. Có kim cương này. Đấy, mình nghĩ rằng là... Rồi, ok, chúng ta sẽ xuống đây. 3, 2, 1, vô. Oh, và chúng ta có gì đây? Ui. Bắt đầu sinh tồn đấy à? Rồi. Ok. Kiếm cung gì các kiểu ấy. Rồi, cúp. Ui, bị chèo có cung vừa vào đã cho cái quả cúp kim cương to chà bá đây rồi. Ui, thích thế. Bị chèo có không? Thế thì chơi bài gì, bị chèo trả gì, bị chèo có mỗi dìu kim cương thôi. Hay lắm. Đỡ. Tưởng ở trong mấy cái dương phải có chứ. Trời ơi, à đây núp. Trời ơi, bị chèo nó cho gỗ này. Đấy, ở trên này cũng có mà, ở trên này cũng có cúp. À, có ba cái dương rồi. Mà kim cương rồi. Rồi, ôi, tưởng gì. Rồi, ok, chúng ta sẽ đào nó các bạn. Ui, trời ơi, ba món đồ kim cương luôn. What? Nhưng mà không sao, ba thì ba chứ mình vẫn phải chế đồ các bạn nhá. Đấy, mình cần. Rồi, Pixel rớt rồi thì phải. Wow, trời ơi. Rồi, nháp à rồi. Ok. Ok nhá. Sau cái đấy ảo đấy nhá. Rõ thằng Pixel đào cái cục sắt ở bên cạnh, Pixel rơi xuống luôn mà. Rồi, nháp rồi, vừa lấy Pixel vừa. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu zone game lại. Trời ơi, chưa đào được viên kim cương. À, đào được một viên kim cương, Pixel đã die các bạn. Pixel không hiểu luôn nhá, rõ ràng cái viên đó ở trên mặt Pixel chứ không phải là ở dưới chân, mà Pixel đào xong viên đấy Pixel rớt luôn ạ. Rồi, chắc là game muốn tạo điều kiện cho chúng ta nháp rồi. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu một game mới bắt đầu. Okay. Lại nào. Rồi, mình sẽ thử ra hòn đảo giữa, là chúng ta chưa khám phá các cái hòn đảo này, nhưng mà nhiều kim cương quá là mình đã thích rồi. Rồi, chúng ta có kiếm kim cương sắc bén này. Đấy, chúng ta có cúc kim cương, có gỗ, có giày. Ui, này vẫn thế các bạn. Vẫn thế các bạn nhé. Vẫn thế. À đâu, lần này không, lần này khác, lần này núp không được cái giày sao chứ nhở. Rồi, chúng ta không sao, không quan tâm đi. Rồi, bắt đầu đào rồi. Mình sẽ đào cái chế tạo set đồ kim cương đây trước đã. Đấy, bằng việc là mình sẽ đào những cái viên kim cương ở đây. Và trong sau cái giường này cũng có này, nó lấp ở sau cái giường này. Đó, ôi, nguy hiểm lắm. Nó phải cẩn thận nhá. Ok, rồi. Mình sẽ bắt qua bên kia thôi. Ui, thức ăn thì không có này. How to kiếm thức ăn đây. Chắc là ở mấy cái dương bên mấy hòn đảo kia là sẽ có thức ăn, thế mình phải cẩn thận. Bắt qua, cẩn thận, bắt qua. Và chúng ta sẽ sang đây để... À, Pixel biết rồi, cái đó dù ở đâu đi chăng nữa thì chỉ cần đào qua cái là nó rụng rớt này. Kinh khủng thật, bẫy à. Ui, bên này vẫn thế các bạn ơi. Ở bên này có thuốc độc, bên này có xô nước. Ở bên này có cái gì đây? Wow, thì đây rồi. Wow, sống rồi. Có thực mới vực được đạo các bạn nhá. Thế nên là mình đã có thực rồi. Thế thì còn chần chờ gì nữa? Không ăn luôn. Oh, kim cương quá trời. Rồi, ok, chúng ta có mũ kim cương đây ạ. Mình nghĩ là mình đào một cái viên kim cương để chế đó. Đấy. Hoặc là mình có thể nhưng mà không biết có quyển sách không. Rồi, tí nữa tính sau chế tạo bàn enchant nữa các bạn nhá. Ôi, làm màn hình tra tí chiến đấu Pixel. Hợp lý quá nhở. Kinh thế nhờ. Đúng rồi. Chưa gì đã bàn hình tràn các kiểu có đặc hiệu. Chúng ta phải tính bước đi xa chứ. Ôi, không tính bước đi xa cái gì. Rồi, chúng ta sẽ... Rồi, xong một set đồ kim cương nha các bạn. Và chúng ta sẽ bắt đầu. Bây giờ mình cần, nhiệm vụ của mình cần là tìm cái quyển sách. Cần một cái quyển sách thôi. Cần cái quyển sách để chúng ta có thể là chế tạo cái bàn hình tràn. Rồi, enchant table. Chúng ta sẽ đi qua đây. Ui, ở đây có cả vòng bo luôn hả? Đi vào vòng bo? Trời đây, ơi. Có cái vòng này chúng ta không thể nào thoát ra ngoài. Ôi, có giày kim cương đây. Ít thế mình không nềm chế luôn ạ. Rồi, mình đang nghĩ trong đầu là mình có nên là chế không để mình. Rồi, nhưng mà thôi kệ đi.
bỏ đi. Chúng ta có mũ sắt, đồ sắt này thì mình sẽ cất hết. Ây, nhầm. Tự nhiên lại lấp. Đó, các bạn thấy không? Ôi. Cay thật. Biết thế mình không thèm. Chế đồ giờ này mình đỡ phải. Chắc là mấy đồ kim cương mình không cần mang đi mất. Kim cương cương nghìn tràn sắc bén gây cháy. Ui. Uầy xịt thế. Vì sao lại lấy ở đâu rồi? Ui 64 bỏ vít tết luôn này. Ui ngon thế. Trời ơi. Rồi ok. Kiếm pixel hơn mình chắc rồi. Sang đây thôi các bạn ơi. Này là mấy cái hòn đảo này, hòn đảo kim cương ấy. Ui bên này có bạn Inchan luôn đấy. Hà, ui. Ngon vậy. Rồi nhưng mà bây giờ chúng ta phải farm level mới có thể là. À. Ui pixel ở đâu ấy. À. Bên này chúng ta có cái kia kìa. À, cúp hiệu suất này. Khiên này. Wow. Còn đấy. Ui. Kinh nghiệm luôn, không cần phải farm cấp luôn. Có mấy viên kim cương, 8 viên rồi. Ui, bị sẽ quần à. Không cần farm cấp luôn các bạn ơi. Trải kinh nghiệm 64, ủng Inchan. Thuốc hồi phục. À, ui. Nó cũng có thế luôn. Thật không thể tin nổi. À, nó cũng đang ném kim cương rất là nhiệt tình ở đây đây. Lên level bao nhiêu các bạn ơi. Rồi chúng ta sẽ ném. Rồi. Ở đây có cái đe này. Cái đe nó. Rồi chuyển sang bên này là khiên nhá. Ui áo kim cương Inchan bảo vệ khỏi được bắn ba. Ui. Amazing. Táo vàng. Ui. Nhiều đố này chơi bài cái gì. Chắc là nước mình sẽ bỏ qua đi. TNT này thôi bỏ. Ui. Nhiều đố quá các bạn ơi. Không biết lên chọn nào. Rồi chúng ta sẽ phải cẩn thận. Chỗ này phải cẩn thận nhá. Chỗ này phải cẩn thận. Ui, bẫy đây. Trời ơi. Ê, ai ăn thanh niên đâu ấy? Ui. Trời ơi. À, mải lấy đồ à, mải lấy đồ à. Tên này. Ok, game đầu tiên ta chỉ thắng rồi nhá. Trời ơi. Mải lấy đồ mà không để ý ta. Trời ơi. Đồ ngon như vậy mà. Assassin à. Ôi. Ôi. Trời ơi. Nó chưa load map à? Ôi chưa kìa. Tớ ấy lại đi. Rồi. Đây, zone game bên này. Nút red đi rồi đấy. Ờ, Pixel red đi rồi. Pixel lại đi đâu ấy? À đây. Đây. Mải lấy đồ à? À, mải lấy đồ à? Ta sẽ cho người biết thế nào là mải lấy đồ. Ui, kiếm luôn. Rồi. Mình sẽ, lần này mình sẽ rút kinh nghiệm các bạn nhé. Rút kinh nghiệm. Bây giờ mình sẽ rút kinh nghiệm. Ủa, sao tự nhiên lại dụng được này? Mình xem chưa đào gì luôn này. Chưa đào gì khác tự dụng á? What? Rồi, ok. Chúng ta lại game thứ hai đi. Đấy, chúng ta sẽ chơi lại game đấu thứ hai các bạn ơi. Trời ơi, do một số lỗi kỹ thuật thế nên là chúng ta sẽ bắt đầu lại. Rồi, đấy, okay. Bắt đầu đây. À đâu, sẵn sàng đi Pixel. Ready, zone game. Rồi, ok, chúng ta chờ. Rồi, núp đang vào phòng chờ rồi. Chúng ta sẽ có 20 giây, trời ơi. Map hay thế này mà toàn lỗi sao ta. Nhưng mà không sao. Mỗi game chúng ta, mỗi lần chúng ta sẽ. À, núp bên đấy. Kia chúng ta phải chơi xong chúng ta phải reset lại. Rồi, như nhau thôi mà. Nói chung là chúng ta sẽ xuất hiện hòn đảo ngẫu nhiên. Ok. Rồi, chúng ta được cái gì rồi. Mấy cái này nói chung là lần này mình sẽ rút kinh nghiệm nha các bạn. Kinh nghiệm nó phải đầy mình. Đấy. Nó phải đầy mình. Vừa nãy Pixel đầy đồ mà Pixel trước khi sử dụng đồ gì núp đã biết trên Pixel rồi. Trời ơi, người ta phong cách assassin thầm lặng rồi. Có bàn chân lặng lẽ ngay. Ăn hai, ui. Mà cái cung ấy mạnh thật. Hai mũi tên là Pixel die luôn kìa. Hai mũi tên là Pixel đi luôn mà. Rồi. Rồi, thế mình biết rằng cái nào mạnh, cái nào yếu các bạn nhé. Lên. Món đồ nóng bỏng à, ui. Pixel được cái đồ gì mà ghê gớm đấy. Sô lava. Tưởng lại đồ cho được vào lửa. Món đồ nóng bỏng. À đâu, có tưởng là bikini. Rồi, chúng ta sẽ lên. Cho nó nóng bỏng. Chúng ta sẽ lên trên này nhá. Rồi. Pixel đã nhận được một chiếc quần của Superman. Tí nữa thì rớt. Cái này vào đây, trải kinh nghiệm này. Thề luôn, cái này kiểu như bẫy luôn ấy. Đào không để ý là rớt luôn. Phải cẩn thận, thật sự là phải cẩn thận. Ui. Xây cái
map phải chôn chôn tim à. Rồi chúng ta sẽ bay sang bên kia. Ui shit, chết luôn nhỉ. Hello Pixel. À chết rồi, núp sang bên đấy là coi như xong mình rồi. À hello Pixel. Wow trời ơi, đồ nhiều thế nhỉ. Có đồ gì đâu, đồ nhiều thế nhỉ. Chạy các bạn ạ, mình không có cung. À đúng rồi, ui núp xét đồ in chan rồi, thơm thế trời ơi. Rồi ui mình hẳn đến 2-3 stack tên rồi. Này chơi bài cái gì nữa, end game rồi. Kiếm in chan này, kiếm kim cương in chan này. Ôi rồi luôn, sức mạnh dựng phòng tuyến như nguyệt. À hẳn là phòng tuyến như nguyệt ạ. Ui mạnh quá, mạnh quá. Này chơi bài cái gì, ui chết rồi quên mất, không có, không có ngọc lily thì in chan bằng niềm tin à. Rồi ok, chắc có lẽ rằng là mình mặc cái quần này vào, sau đó chúng ta lại đi phiêu lưu. Chúng ta sẽ đi phiêu lưu qua những cái hòn đảo khác. Mấy cái hòn đảo này thì mình đã có, nói chung là đã, ui không có cái gì không, có cái gì không, không có cái gì không, không có. Rồi ok, tên. Mình phải lấy hết tên á, bởi vì Pixel mà có được tên là hơi bị nguy hiểm ấy. Ok, chỉ cho Pixel dùng cung thôi, không cho Pixel dùng tên. Kiếm sắc bén lại. Ui đó, nhưng mà không có gây cháy. Hồi phục, thuốc hồi phục thì sẽ phải cần nhiều. Rồi ok, xem rằng mấy cái này có gì không. Ui giáp cương này. Ê tên. Ui đảo nào cũng có cung luôn ạ. Hãy chơi gì, chơi bài gì nữa. Rồi bay qua bên kia bạn nhé. À thôi, mình nghĩ lại rồi, mình sẽ để dành cái ngọc Ender này để làm cái phi vụ. Ok, mình sẽ bắt qua đây. Phi vụ gì? Vâng, quả phi vụ bất ngờ. Chứ không thể nào mà để cho mình đi 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 loot đồ như thế này được. Ok, sang bên này. Vẫn là sâu nước. Ai? Chết người này. Ai? Ai? Chết người này. Ai? Ê, không được đâu sói ạ. À. Đến giờ của ta rồi. Ây à, ui đau thế. Ui. Đau dã man. Ôi. À, à. Chạy đi, đúng rồi, chạy đi. À, chạy đi, ta ăn táo vàng đã. Ta ăn táo vàng á. Rồi, làm sao, thế nào. Xây dựng cái gì, ta chuẩn bị Zolo đến nơi rồi. Cho người hồi máu á. Ta thử xem đây có gì. Ô, thuốc độc. Nào bắn đi, bắn nhau không. Trời ơi, cái cung của mình ấy là cái sức mạnh level 5. Thế là bắn mình ấy là một tên là Pixel ngấp ngoải rồi, hai tên Pixel die luôn. Ôi ôi, sức mạnh level 5 này chơi bài cái gì. Pixel đang hồi máu đi bạn. Bắn như thế nào mà như này mà trúng được vào đầu Pixel mới gọi là đẳng cấp này. Ý. Qua đây, trời ơi. Người nhiều đồ, qua đây à? Không, ta qua đấy là chết à? Hey. À, ui, vẫn không đỡ, chưa không đỡ kịp các bạn ơi. Trời, cái khiên của bạn, nào, bắn đi, đúng rồi, bắn đi. Này, bắn đi, cảm ơn nhé, bắn đi. Bách bắn à? Bắn đi, người ngon thì người bắn ta đi. Người ngon người bắn ta đi. À, ta bắn trúng người rồi nha. Ui. Đau, 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 đau. Lại bảo không đau. Rồi, mình chơi đùa Pixel xíu đã. Ui. Mình có nhiều tên mà, lo cái gì đâu các bạn. Như nhau thôi. Ui, đau dã. Hai viên rồi, hai viên rồi. Một máu, một máu. À. Một máu, một máu. Ảnh tới đây thì em mới. Xin chào Pixel, Pixel có khỏe không? À, bẫy à? Bẫy à? Bẫy à? Ta biết tôi cho người biết thế nào là bẫy. À, người cũng dính độc. Oh yeah. Này này. À, được. À, không sao. Này này thì bẫy ta này.
Ờ, Michelle vẫn còn nhiều máu hết mà bảo một máu à, mình ném thuốc độc mình tưởng Michelle sắp chết rồi. Đó, chúng ta sẽ đến với game đấu thứ ba. Khá đấy, khá đấy. Đấy. Vì thế ta cầm kiếm ta rút ra một cái cho người chết luôn. Rồi, chúng ta sẽ run game. Nào, Michelle rồi. Run game. Rồi, chúng ta sẽ đến với game đấu thứ ba này các bạn nhé. Game đầu quyết định. Trời ơi, bữa nay biết thế mình cầm cái kiếm mình chém nhẹ một cái chắc Michelle cũng đai. Nhưng không sao, chúng ta vẫn còn có cơ hội ở ván đấu này mà. Okay. Mình phải ra giữa trước. Reset thức ăn à? Ra giữa trước. Rồi, cái gì mà reset thức ăn? Reset nó bị đói này. À, ờ đúng rồi, chắc là không reset thức ăn. Chúng ta đi thôi các bạn ơi. Đi thôi, đi thôi, đi thôi, đi thôi, đi thôi. À, ra vừa lấy Pixel nấp sang bên kia để gọi là định úp sọt mình các bạn ạ. Định úp sờ sọt à, khổ nỗi là xin lỗi rất là đen. Ui chạy chạy chạy. Tên ở đâu đến đây? À, một sọt. One shot, one shot, one kill. Bắn ta. Trời ơi, tên này chơi xấu vậy. Ta có cùng trước ta lại. À, ta đứng đây ta ngắm ngươi luôn. Chạy 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 chạy. Chạy, chạy đi đâu hả con sâu này? Trời ơi, đi chạy nhanh thế. Ui, cùng sức mạnh nam đây rồi. Ây à. Ui, bắn thế bắn gì được. Yeah, sang được rồi, yeah. Xong lên. Ôi, giờ này khô máu rồi các bạn ơi. Phải khô máu rồi. Trời ơi, Michelle sang đến nơi rồi. À, chúng ta chuẩn bị sắp đồ, chuẩn bị chiến rồi. Có cuộc chiến gì chuẩn bị xảy ra rồi. Michelle trong kia đồ vip lắm rồi. Michelle đâu? Qua đây, come on. Come here. À, Michelle bên kia. Xây dựng lên đấy. À! Ôi, người đang sang đây sao? Mắc à? Trời ơi, mình không bay được qua bên kia kìa. Cái săn trở thành con mồi. Trời ơi. Yeah. Rồi, ok. Trời ơi, cày thế nhở. Nhưng mà không sao. Trời ơi. Biết thế mình đứng bên kia mình bắn các bạn, mình vội vàng quá. Rồi. Chúng ta đã có kết quả mini game ngày hôm nay và người chiến thắng đó là Pixel. Chúc mừng. Ô, không đánh. Yeah, thanh niên kinh địch đã bị thua. Yeah yeah yeah. Rồi, hay lắm. Trời ơi, biết thế mình đứng ở bên kia bắn này. Câu đừng bao giờ khinh thường người khác. Hay lắm. Vâng, và nếu các bạn yêu thích cái series này và yêu thích cái mini game này thì đừng quên để lại một like, đăng ký kênh của Pixel, đăng ký kênh của Noob nha. Và xin chào gặp lại. Bye bye. Bye bye.